trần gian, cùng chia sớt kiếp sống như thế nhân đau thương. Yêu là khi Chúa xót thương tội nhân, đành thân sống dưới thế trong kiếp người bần hàn. Chúa yêu thương, Ngài đã đến với dòng người đời, đem vui tươi cho ai sống âm thầm ngục tù. Yêu là khi Chúa chết trên đời xưa vì nhân thế và chính chúng ta mỗi người. Yêu là khi Chúa đến nơi làm thôn và nhân thế đã thấy như bóng an vui cho tôi.